chào các bạn. Trong video này, Hường sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo video bằng phần mềm Explainio một cách miễn phí. Bây giờ, chúng ta cùng xem những tác phẩm mà có thể tạo được từ phần mềm Explainio này. Đầu tiên các bạn có thể làm ra những cái video như thế này. Bốn video này nha các bạn. Đấy, những video như thế có cả âm thanh. Âm thanh thì mình có thể tùy mình thích. Có một số cái nơi người ta cho âm thanh miễn phí, hoặc các bạn có thể lấy âm thanh trực tiếp ở trên YouTube. Hoặc là ở trên Explainio đó cũng có một số âm thanh mặc định. Các bạn có thể tận dụng, nó cũng khá là hay. Rồi, những phần mềm. Phần mềm này nó có thể làm video như thế này các bạn. Đấy, có cả âm thanh mọi người ghép vô ha, nó đặc sắc. Và đặc biệt là Hường hay sử dụng nhất là cái loại video như thế này. Cho mọi người xem. Đấy, vẽ như vậy. Mọi người nếu mà thích cái kiểu này thì đây là một cái nơi mà làm video rất là dễ dàng, cái kiểu như thế này. Rồi kiểu này nữa nè. Đây là một cái phần mềm mà theo Hường đánh giá thì nó ứng dụng khá là nhiều, đẹp, đa năng. Các bạn muốn làm lâu dài cái việc mà có thể làm video marketing thì chúng ta có thể sử dụng Explainio là phần mềm này. Ngày hôm nay Hường sẽ hướng dẫn cả nhà cài đặt cái phần mềm này. Việc cài đặt này thì được thực hiện có một lần thôi, nên các bạn cứ làm theo. Và sau này chỉ cần bật cái phần mềm này, nó có sẵn ở trên desktop như thế này, chúng ta bật lên là xài được rồi, không cần phải cài đặt. Nên là các bạn cứ làm theo, không cần hỏi tại sao nha. Hường sẽ lấy một cái video, ví dụ một cái kênh YouTube, một cái video mà Hường đã làm bằng cái phần mềm Explainio. Đây là một cái video mà Hường làm ra, nói trong vòng khoảng cỡ vài phút là chúng ta có thể làm được video như thế này. Đấy, là một video mình có thể làm nó để bán các sản phẩm làm affiliate marketing. Đặc biệt là đây là Hường bán ở trên Clickbank. Nó ra video như thế. Âm thanh thì các bạn có thể vô cái kênh này thấy được cái video như vậy. Mình chèn âm thanh vô nữa ha. Khá là thú vị. Những video này thì được làm bằng cái cách đơn giản nhất. Còn nếu như các bạn muốn phức tạp, muốn làm video của chúng ta chuyên nghiệp hơn, thì chúng ta có thể dành nhiều thời gian để luyện một số cái nơi mà mình có thể làm. Tức là luyện ở trên Explainio, trên công cụ này. Khi các bạn càng luyện thì video ra càng đẹp. Ví dụ đây là một cái kiểu mà mình có thể làm cái màn hình kết thúc của kênh YouTube. Mọi người thấy không, quen không? Những cái người làm kênh YouTube chuyên nghiệp họ thường làm màn hình kết thúc như này, video title rồi video tiếp theo rồi cái kiểu như này để làm cho màn hình kết thúc video của chúng ta thú vị hơn. Chúng ta cũng có thể làm những cái phần intro outro hiệu ứng 3D như này. Ok, nếu các bạn hào hứng hãy bắt đầu ngay cài phần mềm này. Bước 1, các bạn vào phần mô tả ở bên dưới video này để click vào cái link Hường đã để sẵn trong phần mô tả. Rồi các bạn sẽ thấy cái file này, các bạn tải ba cái này xuống. Ba file này xuống. Tải xuống rồi mình không cần giải nén ra nha. Nó sẽ ra ba cái thư mục như này. Mình bấm vào thư mục ở có chữ là Windows Explainio Video Creator Windows V2109 này. Mình sẽ bấm vào cài đặt nó. Sau đó bấm Yes, nó bảo là có chắc chắn cài đặt không, mình bấm Yes thôi. Ở đây màn hình Hường quay nó không hiển thị lên. Cứ cài đặt giống như một phần mềm bình thường thôi các bạn. Cứ bấm Yes, đồng ý. Rồi cài đặt tiếng Anh, bấm OK. Rồi Next, đồng ý. Và bấm Next. Rồi bấm Next luôn. Bấm vào Finish.
rồi nó sẽ hiển thị ra giao diện Explendio. Cái này mình không cần tắt nó đi. Rồi bấm vào Explendio Video Creator, cái ở trên. Rồi mình giải nén nó ra. Abstract Hair, Abstract Hair ra. Tức là giải nén tại đây chứ không có chọn cái ở trên nha. Rồi các bạn copy nó, rồi vào desktop, tìm cái Explendio, bấm chuột phải, bấm vào property, open file. Rồi vào đây mình bấm chuột phải, mình dán nó, paste nó, bấm vào replace nha, thay thế file, replace nó. Rồi copy cái slide này qua bên mục này, dán nó vô, xong rồi giải nén nó ra. Extract here ra, bấm chuột phải, bấm extract here. Chúng ta giải nén, bấm vào slide giải nén ra, bấm chuột phải, extract, extract here. Yes to all. Xong rồi, các bạn ra màn hình desktop, mở lại cái phần mềm Explendio và chúng ta bắt đầu sử dụng phần mềm này. Bấm vào Create Video right. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng. Bấm vào Dismiss. Rồi, Accept, đồng ý nó. Rồi bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sử dụng cái phần mềm này được rồi. Cái này sử dụng thì cũng khá là đơn giản để làm những cái video như nãy thôi. Thì ở video sau, Hường sẽ hướng dẫn cách sử dụng căn bản phần mềm này. Các bạn hãy thực hành và ra giao diện này là các bạn đã cài đặt thành công rồi nha. Chỉ cần làm theo thôi. Và chúng ta có thể bắt đầu sử dụng cái phần mềm Explendio thẳng thắn này. Nhớ cho Hường một like khi xem hết video này nha. Trong video này còn một phần bonus cho các bạn nữa, thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình desktop của Hường hiện tại có hai phần mềm Explendio được cài. Phần mềm thứ nhất là Explendio Creator 2A này, là cái mà Hường vừa hướng dẫn cả nhà cài đấy. Thì cái này là không phải là phần mềm bản quyền nha cả nhà. Tuy nhiên nếu mà mình muốn sử dụng cái phần mềm này một cách bản quyền và có những cập nhật mới nhất của Explendio, thì tức là họ cập nhật thường xuyên những cái tính năng mới, thì chúng ta mua cái bản quyền xài. Như Hường thì Hường có mua cái phần bản quyền này. Nên là nếu như các bạn chưa có nhiều kinh phí nhưng vẫn muốn sử dụng cái phần mềm bản quyền này cùng với Hường, thì chúng ta có thể share nhau sử dụng. Thì Hường có để cái phần mềm bản quyền này ở trên trang thành viên. Nếu như các bạn cảm thấy hứng thú sử dụng rất là nhiều cái phần mềm bản quyền cùng với Hường, thì các bạn có thể là đăng ký trang thành viên, chúng ta cùng share nhau. Bởi vì là có khá là nhiều cái phần mềm bản quyền hay ho, và với một người thì chúng ta phải trả rất là nhiều cái chi phí để chúng ta có được, để làm video đẹp, để thiết kế hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp, để làm những cái video intro, outro và các thể loại video khác nhau. Thì Hường có cập nhật hết ở trên trang thành viên. Nếu như các bạn muốn sử dụng chung thì chúng ta dùng chung, bằng cách là các bạn đóng một cái khoản phí ở trên trang thành viên. Hường có để dưới phần mô tả. Khi mà các bạn sử dụng cái trang phần mềm bản quyền của Explendio thì mình sẽ thấy những cái cập nhật mới nhất, và có những cái tài khoản mà chúng ta có thể đăng nhập, và chúng ta thấy được là những hướng dẫn của họ này. Đây là tài khoản bản quyền ha, những hướng dẫn của họ và một số cái thú vị khác khi mà chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản bản quyền chúng ta sẽ thấy. Đấy, còn nếu như các bạn chưa có kinh phí thì các bạn có thể sử dụng phần mềm mà không phải bản quyền Hường vừa hướng dẫn cài đặt đấy, cũng không sao cả. Tức là chúng ta cũng sử dụng hầu hết tất cả cái tính năng rồi, chứ không gặp vấn đề gì đâu. Còn các bạn muốn chuyên nghiệp hơn, sử dụng nhiều công cụ khác nữa, thì đăng ký trang bản quyền, Hường có để cái link đăng ký ở dưới cái phần mô tả này, các bạn có thể tham khảo nha. Rồi ok, video tiếp theo Hường sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng Explendio này kỹ hơn. Bye bye, nhớ đăng ký kênh nha.